Rồi chú coi nó cầm cái máy nó chụp hình đó nè. Nó hả miệng, nó le lưỡi. Nó có làm gì bình thường không? Nó có thường không? Nó không hề như thường. Đâu? À. Nóng quá hả con? Nóng quá, nóng quá. Ngồi xuống đây mẹ. Thổi mẹ. Hả? Thổi. À mẹ hỏi hả con? Ok, ngồi xuống đây mẹ thổi cho. Sáng nay chị muốn ăn gì? Muốn chi? Con muốn ăn trứng phải không? Đây, trứng của con đây. Con này thổi cho nha. Muốn đây con. So my company issued a no intern, no business international travel because of coronavirus. Oh. Khỏi mẹ. Đúng rồi mà, con biết mà. Oh. Wait for everybody, JD. Không, nó đói. Okay. Eat first, she's hungry. You hungry, JD? Yeah, she's a little kid, she can't wait. Nè mẹ thổi đi, mẹ thổi con. Thổi, thằng đó bụng quá. Con cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Hôn mẹ một bánh. Mẹ. Con thương mẹ để đâu? Hôn mẹ. Ôi ơi, cô chú thấy chưa? Ôi ơi, con tôi nó thương tôi ghê chưa? I love you, sweetheart. Đó. Thương mẹ thương quá thôi á. Mẹ cho con nè. Dăm mì hả? Trời ơi, dăm mì là chà bụng. Cho để làm cho ngoại coi coi dăm mì làm sao. Wow. Dăm mì á? Ừ, không nổi. Neo ngoại hả? Neo. Ờ, neo ngoại. Ừ, nhắm mì quá đi. Đây con làm cái con để bác. Để. Ủa vậy hả? Ngồi xuống đi con, ngồi xuống đi con. Cất con mà. Hả? Cất con mẹ rồi. Ừ. Cất con ba. Ừ. Gọi mẹ. Gọi ai? Giỏi quá. À, ai giỏi quá, đúng rồi. Giỏi. Ai giỏi? Cây giỏi. Mẹ giỏi không? Mẹ có giỏi không? Ôi ứng mã quá. Ra đi ơi sao? À. Mẹ đút cho con nè. Ai giỏi? Chủ đề không xấu. Dạo này sao? Nó nghe này con giận xu sao? Con giận gì? Nắm nồi. Hả? Quấn kia. Giận sao? Giận sao? Kia. Này mày lấy cái lông mi trên con mắt xuống rồi. Có cái lông mi dính ở đây nè. Này mày. Mày lấy nè, lông mi dính ngay chỗ này rồi, thấy rồi. Con mà con giận mà sao con giận xu vậy? Đứng. Xu cào mặt con à. Để mẹ đừng có bóc, để mẹ đút chưa. Vô lý quá bóc gì. Do you like scrambled eggs, JD? Would you like some milk with it? No. No. Con không muốn uống sữa hả? Con có thích ăn trứng không? Dạ. Ừ. Trời ơi, dạ. Trời ơi, đói bụng quá cô chú ơi. Mà con có thương cô chú không? Con có thương cô chú không? Con. Dạ chú. Dạ. Dạ có. Dạ có. Mà con nhớ hồi tối nay con hát bài Sanjonita không? Con hát lại cho cô chú nghe coi. I love it when. Hả? Oh, that's yours, okay? Hát karaoke. Hát karaoke. Nè, nó nói này là hát karaoke nè. Karaoke. Hát karaoke. Mà xạo, sao xạo đời quá. Em hát karaoke nha. I love it when you call me Sanjonita. Cái hát. Thôi thôi đừng ăn cái video của ngoại luôn á, để xa xa ra.
để xa xa vậy nè, gió không để giày, để giày sao hát. Đúng rồi, để xa ra. I love it when I call. I got it. Oh na na na. Ooh, na na na. Baby, can you get us some water? You want some water? No come. Yeah. Yes. Yeah. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Oh, she's hot but a psycho. Left us see right go. Đau, đau chân. Hả? Đau chân. Ừ. Oh, oh, you gotta push the button. Yeah. Oh, I thought it was push the button and then do that. Mấy đâu con? Đau. Đau chân sao? Phải gỡ vớ ra được, mang vớ vô đi con. Vớ nè. Hả? Không mang vớ nữa. À, đau chân. Biết rồi, con biết rồi. The expensive, the filters, yeah. Mm-hmm. Mm. Ngoài hả mình dạ. Ngoại làm trứng ngon không? Con cảm ơn ngoại chưa? Cảm ơn ngoại chưa? Con coi bác hả? Con còn coi bác. Con coi bác hả? Ăn miếng nữa đi coi bác. Yeah, come on, ngoại. Ăn hết cái này đi mày cho coi bát nha. Mình nghĩ như đó đủ rồi đó. Dạ. Không có chơi ăn cái sắp lên hả? Dạ. Ăn hết đi rồi mày cho coi bát nha. Bố sai à. Baby, where? Baby, where's her iPad? Butter. Butter, butter. Jady. Jady, Jady. Jady ngồi xuống ăn đàng hoàng nè. Ngồi xuống ăn đàng hoàng mày cho coi bát nè. You want some bread? You want some bread? What? Yes. Mm-mm. Here's the bread. Here's the bread. Jay, sao vậy Jay? Jady, you không can't được, be. Con không có được làm như vậy nghe chưa? Can't be wasting food, okay? Ăn đàng. Okay. Chưa. Con không ăn là con đưa lại cho mẹ đàng hoàng chứ con không có được làm như vậy nghe không? Dạ mẹ đi. Trời ơi, ăn hết luôn rồi cô chú ơi. Oh God. Daddy, oh God. Daddy, oh God. Miếng luôn. Good job. Oh God. Good job, baby. Khoe cô chú coi, khoe cô chú coi. Say thank you. Giỏi quá. Ui trời, khoe cô chú ăn hết rồi. Vỗ tay cho chay đi cô chú ơi. Yay. Yeah. Ăn ngon rồi, ngon rồi. Thank you, ngoại. Ngoại kêu ai ngoại? Ngoại kìa. Thank you, ngoại. Thank you, ngoại hả? Thank you, ngoại. Ngoại cảm ơn con ăn nha. Cảm ơn, ngoại. Trời, con nó liếm luôn kìa. Ui trời ơi. Ew. Liếm dĩa luôn rồi. Ngoài mới làm ngon mà tụi nó liếm dĩa luôn rồi. Ngon quá chị ơi. Quá chị hả? Chị, rồi, uống miếng nước này nè. Chị. Mấy cô uống ngồi cho là trái chay. Chay chay. Đứng lại kìa, đứng lại kìa. Chay chay. Ê, đó. Nói cho chay chay. Chay chay mới ăn xong nè. Chay chay. Chay chay. Chay chay. Đó, chay đi vô tiệm nail của ông ngoại nè cô chú ơi. Đó, con thích màu gì? Con thích màu gì? Màu đó màu gì á con? Màu gì? Con muốn màu gì? Con muốn màu pink nha. Rồi đi lại bà ngoại sạch sao bà ngoại sao móng tay cho chay. Lên ghế ngồi đàng hoàng. Lên ghế ngồi đàng hoàng. Trời ơi nó lên đúng cái ghế của ông ngoại luôn ha. Hello no. Chay đi you sit here. Con ngồi ghế này. Lên. Lên. Lên được không? Có cần mẹ giúp không? Lên được không? Thôi đi cần mẹ giúp rồi ha. Đây cái đó không phải không? Cái đó không phải làm con. Say hi với cô kia. Đây 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 mẹ. Con lấy một sparkle phải không? Con muốn sparkle phải không? Để mày lấy cho chay nha. Say hi cái này đi.
Ok, rồi lên đây mày Sơn cho. Rồi lên. Thì con con ngồi im đàng hoàng. Để xuống mày Sơn cho. Yeah, let mommy do it for you. Give me your hand. Where's your hand? Let me see your hand. Ok, right here. Rồi đây. Rồi, vô. Đưa đây. Rồi, xuống. Cái này con đâu có sơn. Rồi, ngoài Sơn chi chay đi. Xây chay muốn màu nào? Xây muốn nào là con muốn nào? Rồi. Sơn sơn xì ba cồ cho nó đi bác cái. Ba cồ không á hả? Ba cồ sơn cho nó dính lâu đi cho rồi. Rồi, xà ta da. Ngồi kìa. Xà ta da nha. Wow, đẹp quá. Con cảm ơn ngoại chưa? Cái gì vậy? Khó chịu không? Cô dòm mà. Dòm thôi mà, có gì đâu. Bậy à, bậy à. Đó là bậy nó, con xin lỗi cô. Xin say lỗi I'm cô. Sorry. Can you say I'm sorry? Say good girl mà, sao kỳ vậy? Đang ngủ kêu vô. Đây ngoại sơn màu màu pin cho. Xe xuống ngoại sơn. Xe xuống con. Rồi, tới phiên ngoài này, tới phiên nha. Giá ghê luôn. Lòng sơn ba màu luôn. Wow. 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 Nữa. Đi. Rồi, còn ngón này nữa. Ngón này phiên luôn hả? Bạc nó để lên cái đèn nó hơi cho khô có được không? Ngoài sơn nó đẹp chưa, hai màu luôn. Rồi, wow. Đẹp luôn. Rồi để tay này qua đây con. Để tay này qua đây. Tay mẹ chỉ nè. Tay này con để qua đây và tay này con để qua đây. Một được tay. Vậy đâu, được ấy. Ok. Con cho nó hơi cái đã. Con cảm ơn ngoại. Con cảm ơn. Giỏi. Rồi, xuống làm gì? Rồi, xuống làm gì? Coi chừng nha, coi chừng hư tay nha. Đây này cô chú ơi, chay lần đầu tiên làm chân này cô chú. Nóng không? Rồi, xong rồi đó. Có phải lần đầu tiên mới làm chân nè. Ấn ba chưa? Rồi, hết nước rồi. Ngồi lên đi rồi mẹ xả nước lên. Chay lại lên con. Ngồi lên mẹ làm chân cho. Hả? Không làm chân thì làm gì? Làm may neo hả? Trời ơi, cậu bả kìa.